Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá hot để cùng cập nhật những thông tin nóng hổi hấp dẫn nhất về tình hình bóng đá nước nhà. Và trong bản tin ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Trong trận gia quân ở World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã thất bại 0-1 trước Hà Lan. Trung vệ Stephanie van der ghi bàn thắng duy nhất ở phút 13, giúp Hà Lan gieo sầu cho đội bóng tân binh Bồ Đào Nha. Thất bại này đẩy Bồ Đào Nha vào thế khó, họ buộc phải thắng đội tuyển nữ Việt Nam ở lượt trận thứ hai nếu muốn giành vé đi tiếp. Bởi ở màn so tài cuối cùng, đại diện châu Âu sẽ gặp nhà đương kim vô địch thế giới là Mỹ. Phát biểu trước trận Bồ Đào Nha gặp Việt Nam vào ngày 27 tháng 7, huấn luyện viên Francisco Neto của Bồ Đào Nha cho biết Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung toàn lực cho trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam. Toàn đội còn 3 ngày để nghiên cứu đối thủ. Chúng tôi sẽ mổ xẻ màn trình diễn của họ trước Mỹ. Các cầu thủ nữ Bồ Đào Nha cần phải hiểu tình hình và thay đổi tư duy chơi bóng. Chúng tôi bị đẩy vào thế buộc phải thắng trong trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam. Toàn đội sẽ không lùi bước trước khó khăn. Chúng tôi cần bước vào trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam với tâm lý chiến thắng. Bộ Đào Nha phải khắc phục vấn đề cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Tôi hiểu trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không dễ dàng. Nói thêm về trận thua khá đáng tiếc trước Hà Lan, huấn luyện viên Francisco Neto cho biết. Đáng ra chúng tôi cần phản ứng tốt hơn sau bàn thua đầu tiên. Dù sao tôi nghĩ toàn đội thậm chí đã khởi đầu tốt tạo ra sự cân bằng trong suốt trận đấu. Ở trận đấu tại giải bóng đá nữ châu Âu cách đây một năm, Hà Lan có nhiều cơ hội hơn và họ cũng có nhiều thời gian hoạt động trong khu vực 1 phần 3 sân của chúng tôi hơn. Các cầu thủ thể hiện tinh thần tốt khi đối đầu với đội Á quân thế giới. Chúng tôi đã xoay sở tốt trong hiệp 2. Bồ Đào Nha chơi tấn công nhiều hơn, cầm bóng nhiều hơn, nhưng chúng tôi vẫn chưa xử lý tốt trong khu vực 1 phần 3 cuối sân, đặc biệt là trong khu vực 16m50 của đối phương. Sáng 24 tháng 7 tại Auckland, New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập cho trận gặp Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2023. Chia sẻ trước buổi tập, trung vệ Trương Thị Kiều hé lộ: "Bồ Đào Nha là đội bóng rất mạnh, thi đấu máu lửa. Trước đối thủ này, đội tuyển nữ Việt Nam cần cố gắng để chơi phòng ngự tốt hơn nữa. Hàng thủ phải chắc chắn, khi đó các mũi tấn công mới có thể yên tâm để triển khai bóng, tìm cơ hội ghi bàn." Tuyển nữ Bồ Đào Nha cũng là tân binh nhưng đã vào tới vòng chung kết bóng đá nữ thế giới thì đội bóng nào cũng rất mạnh, không phân biệt mới hay cũ. Điều quan trọng nhất là chúng tôi cần tự tin ra sân thi đấu với quyết tâm cao nhất. Ở trận gia quân World Cup 2023, Trương Thị Kiều dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng vẫn được huấn luyện viên Mai Đức Trung tung vào sân ở hiệp 2 và đã có màn thể hiện tròn vai. Dù vậy, Trương Thị Kiều cho biết cô đang có thể trạng khá tốt và sẵn sàng cho trận gặp Bồ Đào Nha tới đây. Bản thân tôi chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương nhưng rất tự tin để bước vào thi đấu. Ở trận gặp Mỹ, khi tôi được huấn luyện viên tung vào sân, ban đầu tôi vẫn khá nhát bóng. Nhưng ở lần chạm bóng tiếp theo, cảm giác bóng của tôi đã tốt hơn. Việc không thi đấu hơn một năm khiến thể trạng, phong độ của tôi chưa đạt 100%. Sau trận đó, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã cho họp toàn đội và nhắc nhở về những tình huống để mất bóng. Ông yêu cầu các cầu thủ phải cầm bóng chắc hơn để phối hợp với nhau. Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ 30 ngày 27 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào hành trình lịch sử tại World Cup nữ 2023 bằng màn chạm trán nhà đương kim vô địch Mỹ ở trận gia quân tại bảng E. Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, song các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung đã thi đấu quả cảm và chỉ để thua 0-3 trước đội bóng số 1 thế giới. Trong trận đấu đó, thủ thành Kim Thanh chính là người thi đấu xuất sắc nhất của đội tuyển nữ Việt Nam. Kim Thanh đã tỏa sáng để ngăn chặn hàng tá những cơ hội nguy hiểm của các cầu thủ nữ Mỹ tạo ra, trong đó phải kể đến tình huống cản phá thành công cú sút phạt 11m của Morgan. Điều đáng tiếc ở trận gia quân đó là việc đội tuyển nữ Việt Nam cũng không có được đội hình mạnh nhất khi Thanh Nhã không thể thi đấu do bị ốm, còn Dương Thị Vân chấn thương và chỉ có thể vào sân ở những phút cuối trận. Trong buổi tập mới nhất, Thanh Nhã rất sung sức tham gia tập luyện chiến thuật cùng một số cầu thủ sự bị của đội tuyển nữ Việt Nam. Dương Thị Vân cũng sẵn sàng ra sân ngay từ đầu. Đội tuyển nữ Việt Nam phản công sắc bén hơn khi Thanh Nhã trở lại. Trận gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha tại vòng bảng World Cup 2023 là cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam đánh thức vũ khí phản công trong bối cảnh chân chạy Thanh Nhã đã trở lại. Cần thêm tốc độ. Ở trận gia quân World Cup 2023 gặp đội tuyển nữ Mỹ ngày 22 tháng 7, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã sử dụng sơ đồ 541, trong đó 4 tiền vệ làm nhiệm vụ càn quét, tranh chấp và bọc lót để giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự. Trên hàng công, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có Huỳnh Như. Tiền đạo mang áo số 9 thường xuyên rơi vào thế đơn độc khi nhận bóng. Bởi hàng công rất mỏng, lại không có nhân tố giàu tốc độ, nên đội tuyển nữ Việt Nam gần như không có đường phản công, dẫn đến không tạo ra được đe dọa lên cầu môn Mỹ. Việc huấn luyện viên Mai Đức Trung chỉ dùng một cầu thủ dưới 23 tuổi là tiền vệ Hải Linh trong đội hình xuất phát cũng cho thấy đội nữ ưu tiên kinh nghiệm ở sân chơi World Cup tuy nhiên chúng ta thiếu khả năng bùng nổ hay xử lý táo bạo của thanh nhã vũ thị hòa hai cầu thủ trẻ từng thể hiện được năng lực ở trận giao hữu gặp đức với sự thanh thoát uyển chuyển thực tế ban huấn luyện việt nam đã tính toán đúng khi đặt nặng sự an toàn và dày dặn của các cầu thủ đối đầu với mỹ nhiệm vụ hàng đầu là hạn chế bàn thua đội tuyển nữ việt nam đã cắt giảm khâu phản công để dồn toàn bộ năng lượng cho mặt trận phòng ngự tuy nhiên ngay cả khi giành lại quyền kiểm soát bóng các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng xử lý chưa tốt. Chiến lược gia 74 tuổi thừa nhận. Ở một số tình huống, đội tuyển nữ Việt Nam chưa thực sự làm tốt điều này nên cần rút kinh nghiệm. Chúng tôi có thể xoay sở khéo léo, nhanh hơn đối thủ đôi chút thì cần biết phát huy sự khéo léo để truyền bật tường vượt khỏi sự truy cản của đội tuyển nữ Mỹ. Tôi hài lòng về tinh thần của học trò nhưng có một số pha xử lý cá nhân chưa tốt và cần rút ra bài học. Điều dễ thấy của đội tuyển nữ Việt Nam là đánh mất sự sắc bén và chính xác khi phản công nhanh. Dù gặp đương kim vô địch thế giới, nhưng không cú sút sau hơn 100 phút thi đấu là thông số mà huấn luyện viên Mai Đức Trung cùng các học trò cần tham khảo để cải thiện. Bởi bên cạnh hạn chế bàn thua, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tìm kiếm bàn thắng lịch sử ở World Cup 2023. Cuộc so tài với Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7 là cơ hội vàng để toàn đội đạt mục tiêu này. Chờ bước chạy của Thanh Nhã Huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ sau cuộc so tài với Mỹ ngày 22 tháng 7. Chúng tôi luôn điều chỉnh chuyên môn phù hợp ở từng trận đấu, tính toán lực lượng phù hợp khi gặp từng đối thủ. Ở trận đấu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, phòng ngự phản công vẫn là lối chơi chủ đạo của Huỳnh Như cùng đồng đội. Bên cạnh khâu phòng ngự đã thực hiện tốt, đội tuyển nữ Việt Nam cần mạnh dạn đẩy đội hình gây áp lực ở một số thời điểm hay tổ chức phản công đa dạng bài bản hơn. Trong cuộc so tài với Đức, đội tuyển nữ Việt Nam đã luôn chuyển bóng từ trung lộ sang biên rồi trả ngược trở lại trung lộ ở cường độ rất cao. Với những mũi công tốc độ như Thúy Hằng, Thanh Nhã ở biên, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung mạnh dạn cầm bóng, ban bật để giải tỏa áp lực của đối thủ, rồi tung những đường truyền trực diện vào khoảng trống để các chân sút trẻ mở tốc. Huấn luyện viên Mai Đức Trung có những tiền đạo trẻ, khỏe để triển khai lối chơi này. Thanh Nhã, Vũ Thị Hoa, Vạn Sự hay Thúy Hằng đều nhanh và càn lướt tốt. Vấn đề của đội nữ ở trận gặp Mỹ như ông Trung đề cập đó là thiếu những đường truyền ban bật một chạm và không tận dụng được sự khéo léo. Các cầu thủ chuyên dài, chuyên bổng nhiều, trong bối cảnh không có thể hình tốt như đối thủ, đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng bị bẻ gãy các pha tấn công. So với Mỹ, Bồ Đào Nha không thua kém về thể hình lẫn thể lực, song các học trò của huấn luyện viên Francisco Neto thiếu kinh nghiệm. Điều này được chính ông Neto thừa nhận sau trận thua Hà Lan. Tính tổ chức đội hình của Bồ Đào Nha cũng không bằng Mỹ hay Hà Lan. Hai cánh thường sơ hở khi dâng lên. Đây là cơ hội để những chân chạy như Thanh Nhã, Vũ Thị Hoa khai thác triệt để. Để phản công tốt, việc có những mũi tấn công xé gió chỉ là điều kiện cần. Đội tuyển nữ Việt Nam cần thực sự tự tin khi cầm bóng, điềm tĩnh triển khai lối chơi và tận dụng khoảng trống. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cùng học trò còn 3 ngày để mài sắc mảng miếng phản công sở trường. Các tiền đạo trẻ đã ngồi ngoài ở trận gặp Mỹ với khát khao thể hiện cùng thể lực đang đạt độ lý tưởng. Thanh Nhã cùng đồng đội đủ sức tạo bất ngờ nội dung trên đây cũng đã khép lại chuyên mục tin tức tổng hợp của kênh bóng đá hot cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi kính chúc quý vị và các bạn luôn khỏe mạnh bình an và xin hẹn gặp lại các bạn ở kênh bóng đá hot trên những video tiếp theo